tôi nghe Việt Anh hát mấy câu vừa rồi, tự nhiên tôi lại nảy ra ý đồ là có khi là mời Việt Anh hát một bài. Tại vì là nghe thoáng thôi là thấy là cũng có giọng ca và cũng có gọi là hát bát nhạc là tốt. Có khi là vì cái nghiệp diễn nó lại đè mất cái nghiệp hát ấy, chứ không biết đâu bây giờ lại thành là ca sĩ Việt Anh. Hay là làm một bài đi. Tớ ngày xưa hay làm quen với các bạn nữ thì tớ hay hát bài Tình Thôi Xót Xa. Tình Thôi Xót Xa. Từ khi quen em anh đã biết bối rối. Rồi. Thưa quý vị, sau đây ca sĩ Việt Anh sẽ trình bày bài Tình Thôi Xót Xa. Bạn thấy lời hiện lên trên màn hình chưa? Tôi thấy lời rồi. Đấy, riêng ban biên tập của tôi nhanh lắm. Nếu mà các bạn nhạc, nhạc gì ạ? Vâng, phải có nhạc là phải có lời rồi. Ok, cho tôi cả nhạc luôn ạ. Tình Thôi Xót Xa. À, Lam Trường chứ, bản Lam Trường. Bản Lam Trường. Vâng, tại vì bây giờ có nhiều ca sĩ hát lắm. Bài này nhiều ca sĩ thể hiện thành công như là Lam Trường này, Đinh Tiến Dũng này. Chúng tôi cho bản Lam Trường. Vâng. Từ khi chưa. Đây là nhạc dạo. À, vâng. Loại đặc trưng nhỉ? Đấy. Quá đặc trưng. Nghe bài này tự nhiên mình lại nhớ về những cái thời ngày xưa của anh em mình. Quên em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thiết tha, cho hồn đắm say. Cuộc tình ngỡ dài lâu, ngủ sâu vòng tay êm mãi. Oh, anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Lòng cay đắng khi em quên lối hẹn lời yêu, rồi thương em đã quên, đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình đã không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Hay quá, quá hay, tuyệt vời. Thực ra thì khi mà hát lại bài hát này thì tự nhiên tôi lại nhớ về cái thời cấp 3 của mình ngày xưa. Và chỉ cần bài hát này thôi và tôi đã đi làm quen đến khá là nhiều trường. Vâng, tức là hồi đấy mà có thể là nó đi cùng với nickname luôn. Xin giới thiệu bạn là Việt Anh Tình Thôi Xót Xa. Đấy, chính xác đấy. Kiểu ăn liền với thương hiệu của mình luôn. Cái đoạn đầu thì rất lãng mạn. Từ khi quen em anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Không, thực ra đúng mà. Tôi thường bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ có nụ cười đẹp. Vâng, thế là bạn tốt số đấy. Rồi lắm. Vâng, bạn tốt số đấy. Tại vì tôi thì cũng hồi đấy có bạn gái cũng có nụ cười, nhưng mà mỗi tội là tiếng kêu to quá. Như xé vải luôn. Nên hồi đấy mà mình cứ hát cái đoạn là từ khi quen em anh đã biết bối rối lại. Không bối rối lắm. Lúc đấy là rối bời luôn đấy. Vâng.